lên. Quay rồi. Hôm nay nhé em ăn ba ba chuối đậu à? Ba ba chuối đậu. Thích nhất cái món này, ông Phong thích lắm, ông Phong thích ba ba chuối đậu lắm. Đúng không? Ba ba chuối đậu ăn ngon hay là ba ba rang muối ăn ngon? Thế à? Đúng rồi, nó cái vị, nhưng mà nó cái vị đặc biệt. Chị Anh, ba ba ngon không? Ba ba chuối đậu ngon. Diễn viên chính của em bên này. Đi đâu? Ra. Ôi giời, chị mất ngon chị ơi. Miếng ba ba ngon. Ui, miếng ba ba ngon thế. Ôi. Ngon nhỉ.